sức mạnh của lời nói. Lời nói có một sức mạnh vô hình, có thể khiến một đứa trẻ không bình thường trở thành một thiên tài Thomas Edison với những phát minh vĩ đại, nhưng cũng bởi lời nói chê bai đã tạo ra một kẻ sát nhân Adolf Hitler. Lời nói có thể khiến một người trở nên tốt đẹp hoặc biến một người thành con quái vật. Lời nói có thể mang đến sự sống, nhưng cũng có thể mang lại sự hủy diệt. Tất cả phụ thuộc vào cách mà chúng ta sử dụng. Trong tay bạn đang nắm giữ một sức mạnh to lớn, và chính bạn là người quyết định sẽ sử dụng nó như thế nào.